Dạng sáng 24 tháng 5, tại nhà số 1, ngách 43 trên 98 trên 31, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, xảy ra vụ cháy nhà trọ 14 người chết. Ngôi nhà bị cháy là nhà ở gia đình, kết hợp cho thuê trọ. Tại đây cũng có một cửa tiệm chuyên mua bán sửa chữa xe đạp điện, xe máy điện. Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, đồng thời cho biết sẽ điều tra làm rõ hai nội dung. Trách nhiệm của chủ nhà trọ và nhóm quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực này. Theo tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, kết quả điều tra từ cơ quan công an sẽ là cơ sở xác định trách nhiệm đối với các bên trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Nếu kết quả điều tra cho thấy vụ cháy do có người cố ý gây ra, đây sẽ là hành vi có dấu hiệu giết người. Ngược lại, nếu kết quả xác minh cho thấy vụ cháy là do nguyên nhân khách quan, không có lỗi cố ý, Cơ quan chức năng sẽ xem xét trách nhiệm trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy của khu nhà trọ. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ làm rõ chủ sở hữu, người quản lý tòa nhà này là ai, việc kinh doanh cho thuê có đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy hay không. Một nội dung nữa là việc kiểm tra giấy phép xây dựng, xác định thời điểm xây dựng để đối chiếu với các quy định về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, nhằm xác định trách nhiệm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý ngôi nhà này. Trường hợp có hành vi vi phạm quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy là nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn, người vi phạm có dấu hiệu về tội vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy theo quy định tại điều 313 Bộ luật hình sự. Nếu kết quả xác minh cho thấy không có hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng có căn cứ xác định có lỗi của cá nhân trong việc bảo quản, sử dụng các nguồn điện, nguồn nhiệt hoặc tác nhân gây ra đám cháy, người vi phạm cũng có thể bị xử lý về hành vi vô ý làm chết người. Theo quy định tại điều 128 Bộ luật hình sự. Vẫn theo luật sư, trường hợp xác định được tổ chức cá nhân có vi phạm dẫn đến vụ cháy, người vi phạm sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân và gia đình nạn nhân. Thiệt hại bao gồm tiền chi phí cứu chữa, tiền công người chăm sóc, thu nhập bị mất, bị giảm sút của người bị thương, bồi thường tổn thất về tinh thần, thiệt hại về tài sản. Riêng với nạn nhân tử vong, phạm vi bồi thường còn bao gồm chi phí mai táng và nghĩa vụ cấp dưỡng với người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng. Cũng liên quan đến vụ cháy nhà trọ khiến 14 người chết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thanh, đã giao Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, xử lý theo quy định pháp luật nếu có. Theo luật sư Hà Công Tâm, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Ngoài xem xét trách nhiệm của chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ cháy gây hậu quả thảm khốc, cơ quan chức năng cũng sẽ xem xét trách nhiệm của các đơn vị quản lý trên địa bàn liên quan đến công tác bảo đảm phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Đây cũng là nội dung còn lại mà công an thành phố Hà Nội sẽ điều tra sau khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Luật sư tâm cho hay, về mặt lý thuyết, khi công trình xây dựng hoàn thành, cơ quan có thẩm quyền sẽ kiểm tra công trình có phù hợp giấy phép xây dựng hay chưa cùng đó là công tác phòng cháy chữa cháy và các vấn đề đảm bảo an toàn khác. Ngoài ra, từ khi công trình xây dựng đến lúc đưa vào khai thác, sử dụng, thì việc quản lý, kiểm tra, giám sát các nội dung trên được tiến hành như thế nào? Nếu có căn cứ xác định một phần nguyên nhân vụ cháy do sự chủ quan trong công tác kiểm tra, giả soát an toàn về phòng cháy chữa cháy, cũng như trật tự xây dựng, các cá nhân có thẩm quyền thuộc các lĩnh vực này sẽ bị xem xét trách nhiệm nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật, chị HTN ở xã Đồng Thắng, huyện Trợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, đau xót viết dòng trạng thái trên Facebook cá nhân. Vĩnh biệt anh, em và con mãi yêu anh, anh nghỉ nhé, chồng yêu. Mới trải qua ca phẫu thuật ruột thừa hôm 19 tháng 5, vết mổ chưa kịp lành, chị N đã xin xuất viện sớm để chịu tăng chồng, mang theo thuốc kháng sinh về nhà uống. Cuối tuần trước, anh Ma Ngọc Tân, 37 tuổi, chồng chị N, xin nghỉ phép từ Hà Nội về đưa vợ tới Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bắc Cạn mổ ruột thừa. Sáng 23 tháng 5, anh Tân gửi gắm vợ cho người thân chăm sóc, rồi tất bật quay lại thành phố tiếp tục công việc. Chị N không ngờ rằng, sau lời chào tạm biệt hôm đó, chị và chồng mãi mãi xa nhau. Rạng sáng 24 tháng 5, ngọn lửa hung ác chôn vùi cuộc đời, hoài bão và cả gánh nặng còn giang dở của anh Tân cùng 13 người hàng xóm trong căn nhà trọ ở đường Trung Kính, quận Cầu Giấy. Lãnh đạo xã Đồng Thắng nói, Gia đình anh Tân hoàn cảnh, làm thuần nông, bố mẹ tuổi đã cao, anh lại là con trưởng. Người vợ vừa trải qua cuộc phẫu thuật, giờ nhận tin dữ này vô cùng đau đớn. Từ lúc kết hôn, vợ chồng anh Tân phải sống xa nhau. Anh cố bám víu Hà Nội vì sợ ở quê không có việc làm, còn vợ anh công tác tại ngân hàng chính sách ở Bắc Cạn. Cặp đôi kết hôn đã lâu nhưng khó khăn đường con cái do người vợ mắc bệnh bao giờ đô khó có thai. Ba năm trước, anh chị hạnh phúc chào đón cậu con trai kháu khỉnh Bố mẹ anh Tân tuy đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, song cố chăm sóc cháu nội để con dâu yên tâm đi làm. Mỗi cuối tuần, người đàn ông 37 tuổi bắt xe khách về quê thăm vợ con và gia đình. Em gái anh Tân đã kết hôn, sống tại Bắc Cạn. Cả gia đình chỉ có một mình anh ở Hà Nội mưu sinh, không ai rõ anh thuê trọ ở đâu, chỉ biết ở quận Cầu Giấy. Chị D, người em họ của anh Tân kể lại trong nước mắt, anh bảo thuê phòng trọ tốt, phù hợp điều kiện hoàn cảnh bản thân nên không ai hỏi thăm nhà trọ đó kết cấu xây dựng thế nào. Sáng 24 tháng 5, người thân ở Bắc Cạn đọc thông tin về vụ cháy, họ gọi liên tục vào số điện thoại của anh Tân, nhưng đáp lại chỉ là những hồi chuông dài vô vọng. Linh tính có chuyện chẳng lành, người thân nhờ chị D đang là bác sĩ tại một bệnh viện ở Hà Nội tìm kiếm. Hy vọng anh Tân vẫn còn sống, chị D nhờ đồng nghiệp ở bệnh viện giao thông vận tải tìm danh sách những nạn nhân đang cấp cứu, tim chị run lên, mỗi khi nghe thấy cái tên xa lạ tiếp tục liên hệ đến bệnh viện 19 tháng 8, xác nhận anh Tân là một trong những nạn nhân được chuyển về đây. Chị Đê bàng hoàng, không biết bắt đầu từ đâu để thông báo cho bố mẹ anh. Chị nói, tôi gọi cho em gái anh Tân xuống Hà Nội để xét nghiệm ADN nhận thi thể. Cả họ đều sốc, thương xót số anh còn trẻ. Một mình đến nhà tang lễ bệnh viện 19 tháng 8, chị Đê thấy đồng nghiệp của anh Tân đã chuẩn bị sẵn, mua từng chiếc áo, chiếc khăn. Anh trai vợ trên đường công tác đã vội xuống xe, cùng người cháu vào bệnh viện nhận diện thi thể. Khi công an đưa ảnh anh Tân, chị D nhận ra ngay, nạn nhân được xác định tử vong do ngạt khí. Chị thay mặt gia đình lo mọi thủ tục, thuê xe đón anh về Bắc Cạn. Một đồng nghiệp trong công ty ngồi cùng xe tang với chị D. Trên xe lòng chị nặng trĩu, chị D đắn đo không biết phải thông báo thế nào với bố mẹ hơn 60 tuổi và người vợ của anh đang nằm viện. Chị dặn người thân sang nhà nói chuyện, làm tinh thần trước với ông bà Chị Đê kể, có lần anh Tân nói chưa có dự định cho tương lai, thôi bây giờ ở dưới này còn có công việc. Ngày 24 tháng 5, họ hàng thay nhau dựng rạp, chuẩn bị lo hậu sự, thông báo tổ dân phố. Thi thể anh Tân được đưa về thôn Nà Văn, xã Đồng Thắng vào khoảng 21 giờ cùng ngày. Căn nhà sản đơn sơ ở chân đồi, từ đường nhựa phải đi bộ vào thôn khoảng 1 km, băng qua một cánh đồng. Cả thôn làng đã đứng chờ sẵn đầu đường, lặng lẽ đón anh về nhà. Ngay trong tối 24 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đồng Thắng xuống thăm hỏi động viên gia đình. Chính quyền vận động bà con lối xóm giúp gia đình anh chuẩn bị hậu sự. Mỗi hộ dân đóng góp 2kg gạo, một vác củi khô, 50.000 đồng. Bà con xóm nghèo mỗi người một chân một tay giúp gia đình đến khi an táng xong cho người đàn ông hiền lành, tốt tính. Sáng 26 tháng 5, vào hồi 8 giờ, tại nhà tang lễ quận Cầu Giấy, phố Trần Vĩ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã diễn ra lễ tang hai nạn nhân xấu số là bà NTT và con trai ruột NKH cũng chính là chủ trọ nơi xảy ra vụ cháy khiến 14 người thiệt mạng tại phố Trung Kính vừa qua. Tại nơi tổ chức tang lễ, họ hàng thân thích, bà con lối xóm, cùng đồng nghiệp đã có mặt từ sớm để tiễn đưa hai nạn nhân đoạn cuối trước khi trở về với cát bụi. Trước đó tại hiện trường vụ cháy vào ngày 24 tháng 5, bà M, một người hàng xóm xót xa kể trong số các nạn nhân tử vong, có anh NKH là con chủ nhà. Trong lúc ngọn lửa nguồn ngột cháy, người con trai tuy đã thoát được ra, nhưng lại chạy ngược vào đám cháy để cứu mẹ và vợ con. Không may, mẹ anh H, bà NTT và cả chính bản thân anh cũng đã không kịp thoát khỏi đám cháy và ra đi mãi mãi. Theo chia sẻ của bà con trong xóm, gia đình bà NTT sống hiền lành và hòa thuận với mọi người. Tại đám tang, nhiều người không khỏi thương tiếc với sự ra đi của bà NTT và anh NKH, cũng như thương cảm trước sự mất mát của những người ở lại. Có những người cha, người mẹ, mất con, vợ mất chồng và cả những đứa trẻ vĩnh viễn thiếu đi sự chăm sóc đủ đầy từ những người thân khi không may trở thành nạn nhân trong đám cháy ngày 24 tháng 5 tại ngõ 43 trên 98 trên 31, phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thầm lặng và dũng cảm, là những gì người ta miêu tả về anh Phạm Quốc Luật, sinh năm 1989, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ít ai biết, anh Luật là một trong số ba chàng trai phá tường cứu người trong vụ cháy xảy ra tại phố Trung Kính, Hà Nội. Anh Luật cho biết, công việc của anh là thợ nhôm kính, cho ở ngay sát ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn. Khoảng không giờ ngày 24 tháng 5, vừa về tới nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài thì anh Luật bỗng nghe thấy có tiếng nổ, nhìn qua khe cửa, anh thấy khói lửa bốc lên từ căn nhà trọ bên cạnh. Xuống tầng 1, anh Luật đã thấy có đông người dân đứng ở hiện trường. Vợ anh Luật khuyên chồng nên đứng xa đám cháy để tránh nguy hiểm, nhưng anh không cam lòng khi nhìn hàng xóm gặp nạn. Chẳng kịp nghĩ nhiều, anh liền giao điện thoại và ví của mình để vợ giữ rồi vội lao đi cứu người. Anh Luật kể lại, ngẩng đầu lên, "Tôi thấy trên tầng 2 có người giơ tay ra cầu cứu, tôi bảo Long, con trai chủ trọ nơi anh Luật ở, tìm giúp tôi thang vào búa để phá tường cứu họ." Tôi cũng chạy ra đầu ngõ tìm mà không có. Lúc quay lại thì bạn ấy đã tìm được rồi. Có thêm hai bạn cùng hỗ trợ, một bạn giữ thang, một bạn trèo lên đập. Thấy bạn ở trên thấp hơn mình, đập không đủ sức. Tôi bảo bạn xuống đi để tôi trèo lên cùng kết hợp đập tiếp. Trong khi người đàn ông 35 tuổi cố gắng bình tĩnh thì mọi người ở trong đám cháy liên tục hò hét hoảng loạn. Anh Luật chỉ biết dồn hết sức, đập túi bụi, trong đầu nghĩ làm sao đưa được người ra nhanh nhất. Anh Luật nói, Công việc của tôi làm nhôm kính nên leo trèo là chuyện bình thường. Khi lên đó, tôi xác định không phá cửa sổ vì cửa sổ là điểm tựa để mình bám. Tôi đưa ra phương án đập tường. Khi đập được cái lỗ nhỏ, tôi thôi không đập nữa vì không còn thời gian, đứng càng lâu khói càng nguy hiểm. Tôi hô mọi người đứng né xa để vứt búa xuống và đưa các nạn nhân ra ngoài. Mọi người ai cũng hoảng, người mềm như bún. Chân dẫm mảnh thủy tinh nhưng không thấy đau. Sau khi giải cứu được ba người từ đám cháy, anh Luật lại tiếp tục cùng các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, hỗ trợ cứu thương các nạn nhân, ôm dẫn vòi chữa cháy vào đến tận khu nhà trọ. Sau một đêm mệt nhoài, tới sáng, anh Luật lại trở về cuộc sống mưu sinh như thường lệ. Khi đến xưởng nhôm kính làm việc, anh mới nhận ra chân dẫm phải một mảnh thủy tinh từ lúc nào không hay. Anh Luật nói, tôi lột dép và nhổ mảnh thủy tinh ra, tay tôi cũng bị quẹt vào kính, nhưng tôi không thấy đau, vấn đề ấy không đáng ngại khi thấy báo đài đưa tin về nhóm thanh niên đập tường cứu nạn nhân anh luật cũng không để tâm lắm và cũng chẳng nói với ai rằng trong nhóm đó có cả anh có một số người dân chứng kiến toàn cảnh vụ việc và biết anh luật cũng góp công góp sức trong công tác cứu nạn nên đã báo với chính quyền địa phương khi chính quyền hỏi thăm anh mới xác nhận là đã tham gia đập tường cứu vụ cháy tuy nhiên người đàn ông quê hà tĩnh vẫn rất khiêm tốn từ trước tới nay anh luật luôn sống với quan niệm cứ ra đường, ai cần giúp đỡ sẽ giúp. Anh Luật nói, sáng tôi đi làm, nhìn cảnh cháy trơ trụi không còn gì, số lượng người tử vong quá lớn. Điều khiến tôi tiếc nuối và bứt rứt nhất là lúc đó không cố cứu được nhiều người hơn. Vụ cháy xảy ra tại phố Trung Kính, thành phố Hà Nội lúc nửa đêm dạng sáng ngày 24 tháng 5, cướp đi sinh mạng của 14 người, khiến dư luận bàng hoàng đau xót. Đến sáng ngày 25 tháng 5, hiện trường vụ cháy vẫn được phong tỏa để điều tra xác minh nguyên nhân gây cháy. Khoảng 5 người thuê trọ và 5 người của chủ nhà đã được cứu thoát. Khi phát hiện vụ cháy, người dân quanh khu vực đã nhanh chóng kéo tới dập lửa và gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Sau vụ cháy, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên dũng cảm treo lên tầng cao phá cửa sổ, cứu người mắc kẹt trong đám cháy. Nam thanh niên đó là Đồng Văn Tuấn, quê ở huyện Trực Ninh, Nam Định, cho cách nơi cháy hay nhà. Khi phát hiện cháy, Tuấn kết hợp với hai người không quen, anh Hoàng Anh Tuấn quê Nam Định và anh Phạm Quốc Luật quê Hà Tĩnh, sống gần khu trọ, cùng nhau leo thang đập tường cứu người. Khoảnh khắc họ đập tường cứu người đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người xem video không khỏi xúc động và thán phục trước sự dũng cảm của ba chàng trai này. Không ai trong số họ mong muốn trở thành một người hùng trong nghịch cảnh. Tuy nhiên, ở trong tình thế cấp bách, dù không quen biết, họ đã cùng nhau hợp lực để cứu người. Trưa 25 tháng 5, ba người hùng trong vụ cháy trung kính đã có cuộc hội ngộ trong chương trình của VTV24. Khi được hỏi về khoảnh khắc ám ảnh nhất trong vụ cháy, Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, sau khi ba anh em cứu được ba người từ trong căn nhà bị cháy, họ nhìn thấy phía sau của dãy nhà có một nạn nhân bật đèn flash điện thoại liên tục vẫy tay kêu cứu. Tuy nhiên vì lúc đó lửa cháy quá to, không ai có thể vào sâu được bên trong Đồng thời lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt nên cả ba đành rút ra ngoài. Việc biết có người gặp nạn mà không thể cứu được khiến họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Đồng Văn Tuấn thì chia sẻ, khi cầm chiếc búa to đúng bằng cánh tay mình đập vào tường, anh nghe rõ tiếng kêu cứu từ phía trong vọng ra. Dù người không được to khỏe, lực văng của búa mạnh, nhưng nghe tiếng kêu của nạn nhân, bên trong Tuấn như có một sức mạnh phi thường. Anh đã cố gắng hết sức để đập bung mảng tường bê tông kiên cố. Với anh Luật, điều khiến anh cảm thấy đau xót nhất là đứng trước biển lửa, anh nghe thấy tiếng khóc thét kêu cứu của các nạn nhân, nhưng đành bất lực. Khi ấy chúng tôi chỉ muốn cứu được càng nhiều người càng tốt, nhưng lại không thể làm gì được. Anh nói, Đồng Văn Tuấn là xe ôm công nghệ, anh đi làm về muộn nên bữa cơm tối bắt đầu khi đã dạng sáng. Dạng sáng ngày 24 tháng 5, nghe tiếng nổ, anh cùng vài người bạn chạy ra ngoài, nghe tiếng kêu cứu nên tìm cách cứu người. Sau vụ cháy, Tuấn cho biết bị chật khớp tay, tình trạng nhẹ, sức khỏe bình thường. Hoàng Anh Tuấn là sinh viên thuê trọ gần ngôi nhà bị cháy. Anh kể gần một giờ sáng, nghe thấy tiếng hô hoán cháy từ nhà hàng xóm. Biết có chuyện chẳng lành, anh vội chạy ra ngoài, thì thấy ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà tầng bên cạnh. Việc tiếp cận vô cùng khó khăn. Lúc này, bên trong căn nhà hai tầng có nhiều tiếng kêu cứu. Hoàng Anh Tuấn cùng mọi người tiếp cận căn nhà này với lối duy nhất giáp danh với nhà bên, có thể leo lên để cứu người. Họ dùng thang gỗ leo lên cửa sổ tầng 2 của căn nhà, dùng búa đập bức tường để các nạn nhân mắc kẹt chui ra. Nam sinh kể, nhìn thấy chỉ còn lối duy nhất không có lửa bao vây, tôi và hai anh em khác leo thang lên rồi đập tường của căn nhà. Cả nhóm cho biết, ban đầu họ đã đập cửa kính, nhưng vì cửa có song sắt nên đã chuyển sang dùng búa đập tường và đưa người xuống. Sau khi cứu người, ngọn lửa bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu những người tiếp theo đều vô vọng. Sáng nay 25 tháng 5, Đồng Văn Tuấn và Hoàng Anh Tuấn đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ cháy để thắp hương cho các nạn nhân xấu số.